đây, mặt tôi đây. Bây giờ anh muốn gì? Tôi đóng gì đâu. Chỉ nói anh như này, khu vực này là khu vực nguy hiểm. Cái gì nguy hiểm vậy? Tôi yêu cầu anh đi ra ngoài. Anh bỏ ra, anh làm gì nhìn tay tôi. Anh làm gì chụp hình ở đây? Anh làm gì chụp hình ở đây? Làm gì vậy? Cấm người ta khu vực nguy hiểm, ta đã rào hết rồi. Thì anh mà anh ra ngoài đi. Ủa khu này trong đây có nhà dân mà anh làm gì vậy? Anh đi thẳng vô đây. Ủa khu đây có dính gì tới đây đâu? Đây là đường hẻm mà. Đường hẻm đi mà. Khu này không được đứng này chụp hình. Anh muốn chụp hình. Có ghi gì đâu, anh ghi cái bảng đi. Đây là bảng này. Người ta chỉ cấm đấy. Ủa anh đâu phải là bảng. Tôi là bảng nè, anh nhìn tôi nè. Ừ. Tôi là bảng nè. Tự nhiên anh là bảng. Anh đâu chụp hình nè. Không có cho anh chụp. Ông quýnh đi, ông đánh tôi. Ai đánh mày? Dự án gì?